chị, thời kỳ khai mở đất phương Nam, Bà Rịa Vũng Tàu được giới sử học nhận định là vùng địa đầu. Dấu tích nơi địa đầu vẫn còn lưu giữ qua nhiều ngôi chùa, đình đền, miếu thờ. Nhiều ngôi đình làng đang tồn tại chứa đựng những giá trị văn hóa lịch sử rất riêng và quan trọng. Đó là sự gắn bó với lịch sử hình thành, sinh sống của cư dân trong tiến trình bảo vệ, giữ gìn bờ cõi. Theo thống kê, tại Bà Rịa Vũng Tàu có khoảng 20 đình làng tập trung chủ yếu trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa và các huyện Long Điền, Đất Đỏ. Kiến trúc đình làng ở Bà Rịa Vũng Tàu cũng giống với kiến trúc đình Nam Bộ. Ngôi đình thường được cất ở những gò đất cao ráo, địa thế đẹp, gần chợ, thuận tiện giao thông. Cấu trúc theo kiểu nhà rường, tứ trụ. Mở rộng ra bốn phía bằng bộ kèo đâm và kèo quyết đều nhau vuông vức. Mái đình lợp ngói âm dương, trên nóc thường gắn những hình sành tráng men màu với các đề tài như lưỡng long tranh châu, chim phượng ngậm cuốn thư, lân mẹ dạy lân con, cá hóa long. Bố cục của một ngôi đình ở địa phương gồm ngôi tiền hiền, chánh điện, võ ca, miếu ngũ hành, miếu ông hổ, miếu thần nông. Diện mạo thần linh trong đình làng ở Bà Rịa Vũng Tàu cũng phong phú do sự tiếp nhận văn hóa các dân tộc Hoa, Chăm, Châu Ro, nhưng chủ yếu là thờ phụng những người có công khai phá vùng đất, tạo dựng cơ nghiệp cho dân làng. Đình thần Hắc Lăng ở xã Tam Phước, huyện Long Điền do người dân địa phương tạo lập từ năm 1847, thờ Thành Hoàng Bổn Cảnh, quận công Châu Văn Tiếp và quận công Nguyễn Diên, hai vị quan từng đến làng giúp dân giữ yên cuộc sống. Tên làng bấy giờ được gọi là Hắc Lăng, xuất phát từ nghề dệt nhuộm do quận công Nguyễn Diên hướng dẫn tạo điều kiện, nên một thời gian dài, nghề dệt nhuộm đã giúp làng Hắc Lăng phát triển trù phú. Đến nay, đình thần Hắc Lăng vẫn còn lưu giữ các sắc chỉ, sắc phong, bộ võ phục, chiếc ngai của quận công Châu Giang Tiếp và quận công Nguyễn Diên, cùng tấm hoành phi sơn son thép vàng, chạm bốn chữ quận công Lâm Thao. Đình thần Long Điền tọa lạc ở khu phố Long Phượng, thị trấn Long Điền, được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ thứ 19. Đình nằm trên gò đất cao, có quần thể kiến trúc gỗ chạm khắc nghệ thuật độc đáo, công phu, hợp thành chữ đinh với cổng tam quan, nhà võ ca, chánh điện, nhà hậu, nhà tiên, thờ phụng các bậc tiền hiền, hậu hiền ở nhiều giai đoạn lịch sử. Nhưng đến nay, đình vẫn giữ nguyên kiến trúc cổ kính, nét đặc trưng của đình làng Nam Bộ. Trong quần thể, đình thần Long Điền còn có một đoạn tường thành cổ phía sau thể hiện lối kiến trúc thành lũy của người xưa. Đình cũng được bao bọc bởi 169 cây cổ thụ hơn 150 năm tuổi như sao, gián hương, dầu, xà cừ, tạo thêm vẻ yên tĩnh và linh thiêng cho đình. Thì bây giờ cái đình này là xây dựng vào khoảng 1845, lâu đời lắm. Thì như vậy cái đình này ngày xưa thì khi mà người dân ở ngoài đàng ngoại vào đây khai sơn phá thạch, rồi khi ổn định cuộc sống rồi bà con mới chung sức chung lòng để xây dựng cái ngôi đình này lên, để cái nơi để mà tạo cái niềm tin để nó mà nguyện cầu khấn vái để cho được mùa màng được sinh tươi tốt đẹp. Hàng năm các đình làng đều tổ chức lễ cầu an diễn ra từ tháng Giêng đến hết tháng 2 âm lịch. Đặc biệt có một số đình trong ngày lễ thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 còn được nhân dân địa phương tổ chức long trọng để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Đây cũng là ngày hội để nhân dân bày tỏ lòng tôn kính, tri ân các bậc tiền nhân đã có công mở mang bờ cõi, giúp nhân dân sinh cơ, lập nghiệp. Thì ở đây thì mỗi năm thì mỗi cúng là một cái rằm tháng Giêng, cúng là để trả lễ cho cái ngôi Tam Bảo là để làm chay. Là mỗi năm năm nào cũng phải cúng vậy, cũng như cái lợi của bà, rồi lợi của bên ngôi Tam Bảo, rồi bên Vinh Ông. Đình làng cũng là một trong những thiết chế quan trọng trong hệ thống di tích tại Bà Rịa Vũng Tàu. Việc nghiên cứu về lịch sử hình thành, kiến trúc nghệ thuật, lễ hội truyền thống, các đối tượng thờ phụng, hiện vật, các văn hóa trang trí tại đình làng là việc làm cấp thiết nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của địa phương.